Đây là không gian phòng thờ của một bác khách ở tại Long Biên, Hà Nội, được chúng tôi thiết kế cách đây mấy năm. Đầu tiên khi vào bước từ ngoài vào là chiếc bình phong có tích là cửu hạc du thiên, dùng để ngăn chặn những cái luồng khí xấu và cũng là sự ngăn cách giữa thế giới tâm linh với những cái chỗ phồn tục ở bên ngoài. Ở chính giữa của ban thờ là chữ Phúc đang được treo thờ cùng với lại đôi tranh cá chép trong trăng được treo ở hai bên, với ý nghĩa là mong con cháu trong nhà luôn có cái sự thực tế, không theo đuổi những cái thứ phù phiếm như là con cá trông thấy ánh trăng ở dưới nước mà cứ mãi để đi kiếm tìm. Ở giữa cái mảng tường trước mặt ban thờ là bức tranh Bách Tử Đồ. Tác phẩm này khi mà treo vào cái khuôn viên của phòng thờ thì cực kỳ là hợp lý, vì đây là tác phẩm thể hiện một cái mong muốn rất là lớn lao và chính đáng của các cụ, đó là nhà càng có đông con thì càng có nhiều phúc, nhiều lộc. Các bác thấy tranh gỗ Bùi Gia sắp xếp một cái không gian thờ như này có hợp lý hay không? Hãy cùng chia sẻ ý kiến nhé.